sau khi vượt qua Africa Freak vô cùng thuyết phục, Faker đã có những chia sẻ về quãng thời gian đầy khó khăn khi đánh mất vị trí thi đấu chính thức trong đội hình của T1. Không có gì quan trọng trừ khi bạn chiến thắng trận đấu cuối cùng tại vòng loại khu vực. Thắng lợi hôm nay chỉ là một bước tiến tới trận chung kết vòng loại khu vực LCK mà thôi. Dường như trách nhiệm dẫn dắt lứa đàn em với cương vị đội trưởng khiến Faker như hồi xuân. Anh càng chơi càng hay và luôn có mặt ở những thời điểm quan trọng cho trận đấu. Thậm chí tình huống sai lát, né tàn phá của Carthus chắc chắn sẽ còn được nhắc đến rất nhiều. Một pha xử lý đậm chất quỷ vương bất tử. Giờ đây Faker chỉ còn cách tấm vé tham dự chung kết thế giới 2020 một chiến thắng cuối cùng, nơi mà chướng ngại vật khó khăn hơn rất nhiều mang tên Gen Z đang đứng đợi anh cùng các đồng đội. Và không để các bạn chờ đợi lâu thêm nữa, ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau điểm qua những diễn biến chính trong trận chung kết vòng loại khu vực LCK giữa T1 và Gen Z nha. Cà phê liên minh, cà phê nhân phẩm, cà phê tốc chiến và cà phê Valorant. Hãy subscribe và ấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những nội dung mới nhất từ hệ thống của chúng tôi. Trước khi trận đấu này diễn ra, nhiều chuyên gia đều đồng ý rằng Faker đã có sự trở lại ấn tượng trong cuộc chạm trán với Africa Freak. Thế nhưng đối thủ trước mắt của anh sẽ là một trong ba người chơi đường giữa hay nhất tại LCK mùa hè 2020, BDD. Mùa giải năm nay có lẽ là mùa giải bùng nổ nhất của BDD khi hai lần giành được MVP ở giai đoạn vòng bảng LCK. T1 sẽ phải đặc biệt đề phòng trước Zoe, Ozir và Twisted Fate của anh chàng này. Bên cạnh đó thì BDD cũng là người chơi duy nhất đạt tỷ lệ thắng 100% với vị tướng Akali tại giải đấu cao nhất của Hàn Quốc. Do đó không ngoại trừ khả năng con bài này sẽ được BDD sử dụng ở trận đấu có tính chất quan trọng như thế này. Về phần Faker, tài năng trẻ sinh năm 96 cũng đã có một trận đấu cực kỳ xuất sắc trước Africa và thậm chí còn được bình chọn làm MVP trong vòng đấu quyết định. Nếu Faker tiếp tục duy trì được phong độ như này, các fan của T1 sẽ cảm thấy tương đối yên tâm vào cuộc đối đầu giữa Faker và BDD. Kế đến, cuộc đối đầu giữa Ruler và Gumayusi cũng sẽ nhận được sự quan tâm không hề nhỏ đến từ người hâm mộ. Mặc dù Gumayusi đã thể hiện một cách tuyệt vời trước Mystic, thế nhưng đối thủ lần này của anh lại chính là xạ thủ số 1 của LCK mùa hè 2020. Bên cạnh đó, Ruler cũng là tuyển thủ có điểm hạ gục và sát thương trung bình gây ra cao nhất. Chưa kể, anh cũng đang giữ tấm băng thủ quân và là linh hồn trong lối chơi của Gen Z. Vì vậy, nếu khóa chặt được ngòi nổ chính của đối phương là Ruler, T1 sẽ nắm trong tay nhiều cơ hội giành chiến thắng. Để làm được điều này, T1 sẽ cần đến sự xông xáo của Elim giống như trận đấu trước. Bởi lẽ Gumayusi cho thấy anh hoàn toàn có khả năng gánh team khi cần thiết. Và nếu được tạo điều kiện như ở trận đấu với Africa, xạ thủ trẻ này có thể làm tốt vai trò chủ lực sát thương từ mid game đến late game nhờ khả năng farm cực tốt và giao tranh đầy tự tin của mình. Dẫu vậy thì Gumayusi cũng sẽ cần phải thi đấu điềm tĩnh hơn để tránh bị hạ gục một cách không đáng có. Chuyển sang diễn biến của trận đấu, ở ván đấu mở màn, Gen Z nhanh chóng loại đi những con bài thuận tay của đối phương. T1 cũng đáp trả bằng cách dành tình cảm đặc biệt cho vị trí của Ruler. Sau cùng thì Gen Z lựa chọn đội hình hai xạ thủ và có một dàn chắn tương đối cứng cáp. Tương tự thì T1 cũng chẳng hề kém cạnh với một bộ khung với những vị tướng giàu sát thương. Ngay ở giai đoạn đầu trận, Gen Z là đội chiếm được lợi thế với áp lực đẩy lính và nhanh chóng vươn lên dẫn trước sau những pha giao tranh nhỏ lẻ. Đặc biệt là BDD với con bài Ozir đã có được 2 điểm hạ gục từ sớm. Tuy nhiên Faker và các đồng đội vẫn biết cách phản công để khiến khoảng cách về tiền không bị giãn cách quá xa. Những phút tiếp theo, nhịp độ ván đấu trở nên chậm hơn cùng một chút lỗi kỹ thuật. Thế nhưng mọi thứ bắt đầu thay đổi kể từ thời điểm Faker bị vây bắt trong một lần di chuyển phá mắt. Kể từ đó, T1 còn phải bỏ lại thêm 2 mạng của Gumayusi và Elim, cũng như con dòng nước. Ngay sau đó, Gen Z ngay lập tức tăng tốc. Họ có được toàn bộ gian trụ ở khu vực đường giữa và thiết lập thế kiểm soát khu vực hàng Baron. Tuy nhiên thêm một lần nữa, T1 không làm chúng ta phải thất vọng với những tình huống bắt lẻ và băng trụ chính xác để từng bước giành lại lợi thế với bùa lợi Baron. Do vậy niềm vui ngắn chẳng tày gang, bởi lẽ Gen Z đã có một pha combat thắng lợi ở khu vực hang rồng nhờ sự xuất sắc của BDD.
Đồng thời họ cũng thực hiện tình huống bắt lẻ để có được một đường lính siêu cấp. Đến lúc này thì T1 đã không còn nhiều sức kháng cự, và trong một pha giao tranh quyết định, Jazzy đã thể hiện được bản lĩnh và sự tỉnh táo hơn, đặc biệt là với pha sử dụng phân chia thiên hạ rất đẹp mắt của BDD. T1 đã phải thất thủ sau một pha quá sạch. Bước sang vào đấu tiếp theo, T1 buộc phải đưa ra sự thay đổi khi loại đi con bài Ozir và Volibear. Trong khi đó thì Genji vẫn giữ lại hầu hết các lượt cấm của mình. Sau cùng thì T1 lựa chọn một đội hình giàu sức tấn công ở tất cả các vị trí. Ngược lại, Genji sẽ phụ thuộc nhiều vào khả năng bắn của Ruler. Những phút đầu tiên, với chất tướng nhỉnh hơn, T1 là đội chủ động gây áp lực ở hai cánh, trong khi BDD với con bài Set đã là người thi đấu nhỉnh hơn ở đường giữa. Chính vì điều đó, Efort cùng Elim đã thoải mái di chuyển và tổ chức các tình huống giao tranh với đối phương ở trong khu vực rừng. Nhờ lợi thế về người, T1 là đội vươn lên dẫn trước với khoảng cách 3.000 tiền cũng như kiểm soát mục tiêu lớn rất tốt. Ngoài ra thì cả Elise và Patheon đều ăn được nhiều điểm hạ gục để nhanh chóng có được những món đồ tấn công. Kế đến, mặc dù có một chút chệch choạc ở giai đoạn giữa trận khi để cho Genji có được những pha giao tranh thắng lợi liên tiếp, tuy nhiên Faker với con bài Sylas đã xử lý xuất sắc để giúp T1 duy trì thế trận trước đối phương. Do vậy thì bước ngoặt đến ở phút thứ 22, khi T1 là những người khởi động con Baron. Thế nhưng Faker đã quá vội vàng và có pha xử lý đầy khó hiểu. Không có đồng hồ cát, Faker di chuyển chặn đầu và rơi vào vòng vây giữa 5 thành viên của Genji. Hệ quả là T1 bị quét sạch. Riêng Ruler có được một cú quadra kill và Genji sẽ dễ dàng sở hữu bùa lợi màu tím. Kể từ đây thì T1 dường như đã xuống tinh thần. Họ đã bó tay trước Ezreal của Ruler quá xanh, mặc dù cố gắng gỡ gạc bằng tình huống ngăn cản Genji ăn con Baron thứ hai. Thế nhưng thêm một lần nữa, pha tê lê lỗi của Faker đã chấm dứt mọi hy vọng của T1. Giờ đây đội tuyển 3 lần vô địch thế giới đã rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc khi để Genji dẫn trước 2-0. Chuyển sang vào đấu thứ 3, không có quá nhiều sự thay đổi trong các lượt cấm của cả hai đội. Đồng thời T1 và Genji đều sở hữu một đội hình có khả năng mở giao tranh rất đa dạng. Ngoài ra Faker đã tung ra quân bài tẩy cuối cùng là Orianna để trông đợi vào những tình huống giao tranh tổng. Ở giai đoạn đầu, đường dưới đã biến thành điểm nóng thực sự khi cả hai cặp đôi sẵn sàng va chạm vào nhau từ sớm. Thêm vào đó, với tình huống dịch chuyển chính xác của Rascal là người có được 2 điểm hạ gục. Nhận thấy được đường trên của mình đang mạnh hơn, Clip và BDD thường xuyên di chuyển để chăm sóc tốt cho cánh trên bản đồ. Ngược lại bên kia trên tuyến, con bài Lilia trong tay Elim và Ezreal trong tay Gumayusi cũng có được những mạng hạ gục quan trọng để thu ngắn khoảng cách về tiền so với đối phương. Đến phút tiếp theo, Genji vẫn là những người kiểm soát thế trận với 3 con rồng nguyên tố và phá hủy được dàn trụ ngoài của T1. Để rồi khi sức ép về rồng 4 trở nên quá lớn, T1 buộc lòng phải can thiệp và họ đã thất bại trong việc ngăn cản đối phương có được linh hồn rồng đất. Thậm chí ngay sau đó, đội hình T1 còn bị Genji lùa như lùa vịt và phải bỏ lại 3 mạng. Đến lúc này thì T1 hoàn toàn bó tay trong việc khoan thủng hàng chắn của Genji với Volibear và Set. Ngược lại với bộ lợi Baron, Ruler và các đồng đội đã không gặp bất kỳ khó khăn nào trong việc kết liễu T1. Như vậy, với kết quả này,
Gen Z đã vượt qua T1 với tỷ số chung cuộc là 3-0. Điều này đồng nghĩa với việc họ đã giành tấm vé cuối cùng của Hàn Quốc đến với vòng bảng chung kết thế giới 2020. Ở chiều ngược lại, mặc dù Faker cùng các đàn em đã cố gắng hết sức, những đối thủ của họ đã thi đấu đầy bản lĩnh và tỉnh táo hơn trong những thời khắc then chốt. Cuối cùng thì điều quan trọng hơn cả chính là Ruler đã đánh dấu sự trở lại của mình ở sân chơi danh giá nhất năm theo cách không thể ngọt ngào hơn, đánh bại chính đại kình địch. Bên cạnh đó thì đây cũng là một trận đấu bùng nổ của Ruler, dù T1 đã cố gắng cấm 5 tướng xạ thủ trong ván 1. Với khả năng đi đường nhỉnh hơn, Ruler sớm tạo ra lợi thế bất chấp những đợt tấn công của đối thủ. Với phong độ hiện tại thì tuyển thủ này sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Gen Z tại chung kết thế giới 2020. Và vừa rồi là toàn bộ những diễn biến chính trong trận đấu giữa T1 và Gen Z trong khuôn khổ vòng loại chung kết thế giới khu vực LCK. Nhìn chung màn trình diễn của T1 đã khiến không ít người hâm mộ của họ phải thất vọng. Đồng thời thêm một lần nữa, chứng minh cho mọi người thấy các trận đấu giữa các đội mạnh của Hàn Quốc luôn luôn hấp dẫn và chứa đựng nhiều điều bất ngờ. Nhất là khi cả hai bên đều sở hữu những tuyển thủ xuất sắc và lối đánh vô cùng biến hóa. Và sau cùng, nếu các bạn có suy nghĩ gì thì hãy để lại ý kiến cá nhân cho Cà Phê Liên Minh được biết. Và đừng quên like, share và subscribe vì chúng hoàn toàn miễn phí mà. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.